sẽ đéo đủ này. Rồi đéo đủ rồi. Đổ hàng đi. Đổ qua đây đi. Từ từ nó tràn mặt. Đẹp quá. Chết. Đẹp quá. Rồi đổ qua đây tiếp. Mày đổ sao hai bên cây bằng nhau nha. Gì? Tụi mày phải canh cho tao chứ. Bên này nữa. Bên này nữa hả? Xách bờ. Không sao ăn ít cũng được. Có mấy cục đá màu tối hả? Chưa sáng gì xuống. Không được rồi kìa. Cứ đổ đi. Canh hai bên nó bằng nhau. Bên này thấp hơn rồi nè. Bên này đang thấp hơn nè. Nhiều không? Nhiều, thấp hơn nhiều lắm. Rồi. Quay bên này. Hút cái mẹ đi. Rồi bằng nhau rồi. Đổ cái này luôn nè. Đổ cái cục vô đây, mà. Đó. Không, chèn qua cái nối á. Yên tâm, siêu có silicone đó mà. Thôi con mé đổ qua đây đi. Gấp con này, vô đây nè. Mé nhiều hơn mẹ đâu. Siêu có silicone, tụi mày yên tâm đi. Ôi. Mày dựng đá lên cho đẹp mày. Mày có cá mày thả vô luôn tao hả? Dựng đá, thôi đá. Mày áo mày là chết mẹ hết rồi. Thôi đá con mẹ rồi. Má, này cho đá luôn. Này con ăn cá. Ba dựng vô cho đẹp. Nó bắt con ăn cá rồi cho vô cho. Bắt gì má nổi rồi. Mày dựng ngay mấy nghe nè. Không có tiền nha, để tiền lên. Làm gì á? Dựng đá vô. Ôi tao thấy đẹp, tao thấy giờ là đẹp lắm rồi đó. Cũng đã mô phỏng rồi, còn đá thiệt rồi. Dạ nhìn nó hơi chìm ba, ý là có đá chìm nó nổi nhìn đẹp hơn. Mày có biệt đó ba. Nè, cắm lên ba. Dạ, thấy két luôn. Thôi, ý đi.